xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mạng nhân tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán cho ma túy tại cao bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở ma túy em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31/7/2022 thì tối nay bên cơ sở ma túy em có cập bến ngập tràn những cái mặt hàng lan thuần, rất là nhiều những cái mặt hàng kilogram đẹp đáng sưu tầm nhất của ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt thì hôm nay bên em về cập bến cái lô quế lan hương quế trắng tháng 8 phải nói là siêu đẹp với giá hàng đang bộ, giá cực kỳ là yêu thương nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có xuất hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người khách hàng. Và em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô hoàng nhãn tháng 4. Hôm nay bên em vừa cập bến, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đây là những cây tuyển chọn nhé, hàng từ tầm trung trở lên cho đến cây lớn ạ. Và 1kg, 100g thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây ạ, 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 600.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,1kg cho cái dòng hoàng nhãn tháng 4, hàng rừng tuyển chọn đây ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp, cô chú anh chị thấy ạ, hàng cực kỳ là tươi và rất là đẹp như vậy. Với giá là 130.000 cho 1kg. Đây là với loại lan mà cực kỳ là dễ sống, gần như là chịu nắng 100%, cô chú anh chị ghép lên chậu hoặc là trồng ghép vào gỗ đều được cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vuông cánh trắng. Và cái dòng này thì cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Và em bán cái kiều vuông cánh trắng này với giá là 230 cho 1kg thôi ạ. 230 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều vàng này. Cô chú anh chị thấy đây, hàng cực kỳ là tươi và rất là đẹp luôn, nhiều lá, các tỉa rất là kỹ. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo 7 dòng này, hàng rất là nhiều lá, nói chung là trọng lượng các tỉa rất là kỹ luôn. Cái dòng hàng mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể về ghép lên những cái trụ hay là những cái lũa, rất là tạo ra một cái cỏ lan cực kỳ là đẹp luôn nhé. Em bán với giá là 110.000 cho 1kg thôi. Sau bên này đây sẽ là sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên thì cô chú anh chị thấy là nó rất là vướng với hoàng cả hoàng lạp nhé. Tuy nhiên thì dòng sơn thủy tiên thì hoa nó sẽ cánh dày bông hơn cũng như sai bông hơn so với cả hoàng lạp cô chú anh chị ạ. Thì cái dòng sơn thủy tiên em bán là 180.000 cho 1kg, tùy cô chú anh chị muốn lấy loại lan nào thôi ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt cũng là một cái dòng lan chịu nắng rất là tốt và hoa cực kỳ là bền hoa, với những cái bông hoa rất là sắc nét. Hoàng phi hạt hoa rất là sắc nét luôn nhé. Em bán hoàng phi hạt này với giá hôm nay là 120.000 cho 1kg. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt đông của dòng lan hoàng phi hạt, họng đen, có thể đen, có thể vàng, bông hoa rất là sắc nét. Cánh hoa có thể vàng đậm hoặc là vàng nhạt nhé. Cây thì cô chú anh chị thấy ạ, mập mú và khỏe cây như vậy, với giá chỉ có 120.000 cho 1kg thôi ạ. Bên này đây sẽ là hạt vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Cái dòng hạt vị Bắc thì có thể nói là cái dòng lan quốc dân. Riêng hạt vĩ rừng thì chỉ có hạt vị Bắc là sẽ là cái dòng lan mà có hoa, cái sắc hoa là đậm màu nhé cô chú anh chị nhé. Đậm màu tức là nó hồng đậm đấy ạ. Như cái màu sắc của hoa đào, em bán với giá là 180.000 cho 1kg. Sau bên này đây sẽ là dòng dáng lưng đuôi chồn, cô chú anh chị thấy là những cây đuôi chồn rất là vừa tầm ghép cực kỳ là xinh. Em bán đuôi chồn với giá là 180.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,3kg cũng đủ cô chú anh chị có giò lan đuôi chồn rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức rồi. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua theo phần máy giúp em một phần như vậy. Dạ, một phần như thế này đủ cô chú anh chị có một giò đẹp luôn đúng không ạ? Em bán là 55.000 cho một lô. Như là cây này, lô này có 2 cây này. 3 4 5 6 7 8 9 cây cô chú anh chị ạ. Đó, như cái lô này có hẳn 9 cây luôn thì em bán 55.000 cho một cái lô chồn như vậy. Lô chồn này là lô chồn số 2 cũng 55.000 này, 1 2 3 này. 4 5 6 cũng là 7 8 cây đó thì cũng 55.000. Bên này thì em còn có một cái lô đuôi sắc duy nhất trên chắc là trên 30 cây cô chú, trên 10 cây ạ. Lá xếp sinh này.
Em bán là 35.000 cho cái lô dáng hương đuôi sắt này. Và bên này thì em có một cái phần hoàng thảo nghệ tâm, hay còn có tên là thạch thảo viên dáng. Cái lô nghệ tâm này đủ chính trị là một gió xinh. Em bán là 30.000 cho lô nghệ tâm này và một cái combo này. Quế tím này với cả ngọc thạch ba màu. Cái combo này đó, cả một cái lô rất là nhiều như vậy. Em bán với giá là 50.000 cho toàn bộ cái combo này nhé. Bên này thì em có một cái dề đùi gà, một cái dề đùi gà cực kỳ là khủng luôn. Thế giờ nói chung cái dòng đùi gà thì gần như là chịu nắng rất là tốt ạ. Những cái giò như thế này thì về cho chính chị có thể tạo ra một cái tác phẩm gà tuyệt vời nhá chính chị nhá. Đây ạ, xanh mướt luôn. Đó, em lật mặt cô chính chị nhìn thấy ạ, rất là tươi, rất là đẹp luôn. Một cái dề bằng cái hàng nguyên bản luôn. Một cái dề này cô chính chị có thể có một cái giò lan, một cái giò lan gà đẹp rực rỡ cho mùa hoa. Gà tròn, cái dề gà tròn này em xin phép được bán 300.000 ạ. Và bên này thì em có một cái lô này là cái cũng là lô gà tròn nhá cô chính chị nhá. Một cái lô gà tròn này em xin phép được bán lô này với giá là 100.000 cho cái lô gà tròn này. Và bên này đây ạ, em có cái lô hoàng thảo trinh bạch. Cái dòng hàng mà có hoa trắng nuột là, trắng nuột là, bông hoa rất là to và cái hạt điểm một xíu xíu đỏ thôi. Như cái đúng cái tên của nó đó là trinh bạch cô chú anh chị nhé. Em bán là 120.000 cho 1kg hoàng thảo trinh bạch ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần này. Một phần như thế này em bán là 35.000, ở đây em có chia hai phần ạ, 35.000 cho một phần này. Rồi ạ, bên này thì em có phiều vuông cánh trắng thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân bên kia 230 cho 1kg, hoặc là cô chú anh chị mua theo lô như thế này. Ở chỗ này thì em có hai lô đấy ạ, mỗi một lô như vậy với giá là 75.000, đủ cô chú anh chị làm một giò cực kỳ là đẹp luôn. Cái này sẽ là một cái phần gồm có hai dề kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Em bán cái lô này với giá là 120.000 cho cái lô kiều tím này có hai dề cô chú anh chị nhé. Và bên này ạ, em có dòng quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé, hiện tại cây đang nụ này. Và đây là cái dòng quế lướt ạ. Cái dòng quế lướt này thì em xin phép được bán với giá là 320.000 cho 1kg. Quế lướt hay là quế xếp thì cái mùi hương của nó không có gì khác nhau, chỉ là cái dòng quế xếp. Quế xếp thì thân lá của nó đẹp hơn, còn quế lướt thì nhìn cái lá của nó sẽ có phần là xấu hơn thôi cô chú anh chị nhé. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà muốn lấy hàng quế xếp ạ, quế xếp đẹp ạ, thì lát nữa cô chú anh chị có thể chọn theo hình này giúp em. Đó, thì em đã có hàng bán theo hình thì tùy cô chú anh chị lựa chọn. Còn sang bên này đây thì em có, bên này sẽ là những cái bảng kim điệp xuân. Hàng hôm nay về cập bến, vừa cập bến ạ. Những cái bảng kim điệp xuân rất là to cô chú anh chị này. Một cái bảng như thế này thì em nghĩ rằng là đủ cô chú anh chị có một cái mùa vàng rực rỡ ở Tết tới này. Cái dòng kim điệp xuân này thường là hoa của nó sẽ nở đúng ngày thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Dạ, một cái bảng kim điệp xuân rất là nhiều thân và cực kỳ là đẹp như thế này. Em bán một bảng như vậy với giá là 140.000 cho một bảng nhé cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một cái bảng kim điệp xuân. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ siêu đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái bảng chậu trầm rồng đỏ như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 3 thân hoặc là 4 thân. Hàng lá xuất tâm tất cực kỳ là đẹp như vậy với giá em bán chỉ có 140 thôi. Và cô chú anh chị biết rằng là bình thường hàng trầm rồng đỏ khi mà chơi hoa Tết ạ thì giá của nó không rơi dưới 100.000 cho một thân đúng không ạ. Và bên này thì hôm nay em lại cập bến một cái lô trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củ. Cái dòng hàng mà hoa siêu thơm nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng hàng phải nói là hoa siêu thơm ạ. Và một cái chậu trầm cổ hay là cái trầm thanh củ như vậy ạ. Trầm cổ hay là trầm thanh củ như vậy ạ. Một cái chậu như thế này thì rơi vào ít nhất là 6 thân. Cái dòng này thì hoa tím lịm luôn và cực kỳ là thơm, nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Trời ơi nó quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và em bán một cái chậu như vậy với giá là 180.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu, nó sẽ rơi vào ít nhất là 6 thân trong một cái chậu như thế này. Đó, rơi vào ít nhất là 6 thân. Và cái hàng này ấy thì thân nó khi mà nó càng lớn càng cao dài thì bắt đầu thân nó sẽ chuyển dần sang xoắn tím rất là đẹp luôn ạ. Sau bên này sẽ là những cây ca lan cắt lay a. Dòng lan cắt một lá bông đại được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Hoa thì vô cùng là thơm, cái dòng cát thì cô chú anh chị biết rồi ạ, hàng thơm nhé. Và đây là cái hàng lá chưa có mèo nụ. Và bình thường cái hàng này thì em chỉ xin phép được bán với giá có bao nhiêu ạ? 90.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu nhé, 90.000 cho mỗi chậu cát thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em xin phép để bao cước vận chuyển cho cô chú anh chị luôn ạ. Cái này đây sẽ là dòng đen đô xuân. Đen đô xuân cô chú anh chị biết rằng là nó sẽ có rất là nhiều những màu sắc, và kể cả cô chú anh chị lấy màu sắc nào thì em nghĩ rằng cũng đều làm cho cô chú anh chị rất là ưng ý luôn. Bởi vì mặt bông của dòng đen đô xuân thì nó rất là đẹp.
Và hiện tại thì cây đã bắt đầu là đi vào cái giai đoạn thu ngọn để chuẩn bị cho mùa hoa Tết rồi đây cô chú anh chị này. Em bán là 140 cho một cái chậu đen lô xuân như vậy nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây phi điệp năm cánh trắng hạng hồng ạ. Hàng ươm ki cô chú anh chị này, hàng hôm nay vừa cập bến và mỗi một cái chậu là một cái thân như thế này. Một chậu là một thân như thế này thì nó sẽ phải rơi từ trên 50 cm rồi cô chú anh chị nhá. Hàng này là chuẩn hoa Tết luôn. Cô chú anh chị có thể lấy vài giò để tạo ra những cái tác phẩm phi điệp năm cánh trắng hạng hồng đẹp rực rỡ luôn nhé. Và một chậu phi điệp năm cánh trắng hạng hồng này em sẽ bán đây, em sẽ bán một cái cặp đôi gồm có hai chậu sẽ là 140. Còn cô chú anh chị nào mà lấy ba chậu em sẽ để giá là 200 nhé cô chú anh chị nhé. Ba chậu sẽ là 200. Đấy, ba chậu là 200 cô chú anh chị tạo ra một cái tác phẩm trầm phi điệp năm cánh trắng hạng hồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Hai chậu sẽ là 140 và một ba chậu sẽ là 200. Đó. Ôi trời trời trời. Cây rất là to, rất là bự và đẹp luôn cô chú anh chị này, gần như to. Rất là to, to như gần như bằng cái ngón tay của em luôn ạ. Cái thân phi điệp năm cánh trắng hạng hồng rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Đây là cái lô đai châu. Cái dòng đai châu này là màu hồng gấm cô chú anh chị nhá. Đây ạ, nó rất là đẹp như thế này. Đây là cái mặt bông của dòng châu hồng gấm cô chú anh chị thấy này. Chuẩn cây, chuẩn hoa như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đai châu hồng gấm. Hàng này nở hoa đúng thời điểm Tết, cây rơi vào ít nhất là 6 cặp lá trở lên ạ. 6 cặp lá trở lên cực kỳ là bự chảng. Hàng này thì sẽ là hoa Tết tuyệt vời nhá cô chú anh chị nhá. Đó, hàng lá sách tam tắt không lỗi lá, cực kỳ là đẹp như vậy. Em bán với giá là 210.000 cho một cái chậu châu hồng gấm này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo. Đỏ sắc pháo và hồng cánh sen. Hai cái mặt bông cực kỳ là hot hit. Và chơi những cái ngày Tết thì em nghĩ rằng là hai cái mặt bông này là hai cái mặt bông phải nói siêu phù hợp cho những ngày Tết. Một cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo này, phần hàng lan đai châu rất là đẹp như thế này, bản lá dày cộp luôn ạ. Rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, em bán với giá là 220 cho một chậu nhá. Những cây này thì đảm bảo 100% cô chú anh chị nhận về chỉ có ưng ý trở lên thôi. Và bên này sẽ là những cây hồng cánh sen thì cô chú anh chị này cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị ạ. Đó, bản lá dày cộp to đùng luôn. Em bán cũng mỗi một cây như vậy là 220, mặt bông hồng cánh sen là một trong những cái mặt bông mà hot nhất và có giá gọi là hiện tại đang là giá cao nhất trong tất cả những cái mặt bông của châu Thái nhất cô chú anh chị nhé. Châu Thái thì cô chú anh chị thấy là nó so với châu rừng ấy thì cái hương thơm của nó sẽ thơm hơn và nhiều màu sắc đẹp hơn châu rừng rất là nhiều. Đó, đó là gì, và cực kỳ là dễ thuần dễ chăm, đó là lý do mà người ta rất là thích, rất là yêu thích cái dòng đai châu Thái là như vậy cô chú anh chị ạ. Cây giống cực kỳ là khỏe. Còn sau này sẽ là những cây dendro, dòng dendro nắng, cái mặt bông siêu bền và lại còn nở hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Dòng dendro nắng ạ, một chậu như thế này sẽ là một thân. Hàng của nhà em thì ở đây là hàng của Việt Nam mình nhé, nên là cô chú anh chị về cứ gọi là yên tâm giúp em. Bình thường nếu mà hàng Thái về nó sẽ rất là dễ bị vàng, bị hỏng cây, nhưng mà hàng này hàng thuần của Việt Nam mình, nên là về đảm bảo 100% cây sẽ khỏe đẹp để mà phát triển cho cô chú anh chị này. Và một chậu như thế này thì em sẽ bán với giá chỉ có 60.000 thôi. Cô chú anh chị nào mà lấy cả một cặp đôi gồm có hai cây ạ, em sẽ để với giá là 110.000 cho một cặp đôi hai cây nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp. Những cái cây hồ điệp hàng đang nụ cực kỳ là đẹp luôn, cây sẽ rơi vào ít nhất là hai nụ nhá. Ít nhất là hai nụ để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong cái thời gian tới. Đó, cô chú anh chị nhìn thân lá cây rất là đẹp. Đây là dòng hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Độ bền của hồ điệp, hoa hồ điệp bao giờ cũng là trên 2 tháng đúng không ạ? Trên 2 tháng, thoải mái cô chú anh chị về ngắm đã thì thôi. Đó, và mỗi cây hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài rơi vào ít nhất là 2 nụ như thế này thì em xin phép chỉ bán với giá có 60.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của hồ điệp lá biên hay là hồ điệp của lá phát, hồ điệp lá phát tài này ạ. Đó, đây ạ, cái mặt bông như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Chỉ cần một chậu thôi cô chú anh chị, đây ba cần hoa một chậu thôi cô chú anh chị cũng có một cái giò lan rất là đẹp rồi. Còn bên này sẽ là cái dòng lan hồ điệp vàng công chúa, là cái mặt bông gần như là hot nhất trong cái mặt bông khi mà người ta chơi hoa Tết ấy cô chú anh chị. Đây này, mặt bông vàng công chúa nhá, rất là đẹp. Cây cũng rơi vào ít nhất là hai cần hoa đây cô chú anh chị này. Và cây giống thì rất là khỏe cây, cái bộ rễ to đủ, tươi rói căng mướt luôn. Em bán một cái cây hồ điệp vàng công chúa như vậy cũng với giá là 60.000 ạ.
Bên này thì em vẫn có những cây lan hài nhá, dòng lan hài mau ria xanh hiện tại đang nụ hoặc là chưa có nụ cô chú anh chị này. Mỗi chậu hài mau ria xanh như vậy rơi vào ít nhất là 2 cây, em bán 250 cho một chậu này. Và bên này sẽ là cây lan hài Henry, hoa màu tím rất là đẹp, hiện tại cây Henry này đang nụ nhá. Độ bền của hoa hài thì phải nói luôn, cực kỳ là bền, em bán với giá là 100.000 cho chậu hài Henry đang nụ này. Bên này sẽ là Vân Nam ạ, cây mẹ cây con rất là xinh, hàng đã trồng thuần rất là lâu trên chậu, với giá em bán 120. Lê Cochineum cũng là cây mẹ cây con, hàng khỏe cây hoa rất là thơm cô chú anh chị này đó. Em bán Lê Cochineum 150 cho một chậu. Và tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan ưng ý nhất nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một ạ. Trước tiên thì sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Bây giờ vẫn đang là cái mùa ghép cáo rất là đẹp trong năm đấy ạ. Những cây cáo tươi giói này, mặc dù là thời tiết nắng nóng như cây cáo ở quê em hiện tại vẫn còn tươi và rất là đẹp như thế này đây cô chú anh chị. Cái lô cáo số 1, 5 cây to bự chảng, em bán với giá là 160.000 ạ. Lô cáo số 2 cũng là 5 cây rất là đẹp luôn, với giá cũng là 160 nhé. Và lô cáo số 3, hình cáo số 3, hình cáo này có 6 cây cô chú anh chị này, có 6 cây với giá em bán cũng 160.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 4, 11 cây cáo luôn ạ. Cô chú anh chị thấy là cây rất là khỏe và rất là đẹp luôn nhé. Đấy, hàng chọn lựa kỹ từng cây một, với giá em bán 170.000 cho 11 cây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 5, hình này có đến 19 cây luôn và cô chú anh chị nhìn này. Đó, số cây nhiều và tuy nhiên thì cô chú anh chị thấy là hàng cực kỳ là đảm bảo đúng không ạ? Quá là xinh đẹp luôn. Em bán cái hình này có 150 thôi ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 6. Cái hình số 6 này có 8 cây nhá cô chú anh chị nhá. Đây, 8 cây, trong đó có một cái cây cẩm báo rất là đẹp. Em bán cái hình này với giá 160.000. Và sang bên này sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi. Đây là cái dòng vôi Bắc nhá. Và vôi Bắc so với vôi Lào thì cô chú anh chị biết rồi, vôi Bắc thì hoa rất là tím đậm. Đó, cô chú anh chị nhìn thân lá. Đủ một cái dòng vôi hoàng thảo vôi. Trong tất cả các dòng hoàng thảo thì cô chú anh chị biết rồi, là trầm tím thì được gọi là đỉnh cao nhất về cái hương thơm trong dòng hoàng thảo rồi. Sau đó sẽ là cái hoàng thảo vôi đó. Sau đó sẽ là hoàng thảo vôi, cái hương thơm thì cũng không kém cạnh dòng trầm luôn. Một cái giò vôi như vậy em nghĩ rằng đủ hương thơm để mà ướp cả cái không gian luôn ạ. Cái bảng hoàng thảo vôi số 7, em bán cái hình này với giá là 160.000 cô chú anh chị đấy này. Một cái bảng như vậy 1-2 năm trước thì em nghĩ rằng có lẽ nó phải tầm 250-300. Đó, thì cái bảng vôi này chỉ có 160 thôi. Cô chú anh chị mua hàng cân về ghép có khi còn không được đẹp như vậy với số tiền 160 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 8 nhé. Cái bảng hoàng thảo vôi số 8 với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150.000 thôi ạ. Và bảng hoàng thảo vôi số 9, 140.000 cho bảng hoàng thảo vôi số 9. Bảng hoàng thảo vôi số 10, 160.000 ạ. Thân rất là dài, mượt và đẹp luôn. 11, vôi 11, 160.000. Đó, bên này sẽ là những cái dòng long tu xuân. Ở những nơi ấm áp thì những bảng long tu xuân này có thể cho sổ hoa vào thời điểm Tết ạ. Hình long tu xuân 12 với giá chỉ có 150.000, mười mấy thân luôn á, rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo, hình số 13 cũng với giá là 150.000. Và 14 này, mập nụ lá xếp tăm tắp luôn, em bán bảng này với giá 160 nhé. Và hình tiếp theo số 15 cũng là 160 ạ. Và hình số 16 này cũng với giá 160.000. Và bảng 17, cô chú anh chị thấy ạ, rất là đẹp luôn. 17, 160 nhé. 18, hình số 18 với giá 150. Và hình số 19 này, 19 này em bán với giá là 150.000 đây cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái hình quế lan hương, hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái vùng quế mà nó sát với cả vùng Hà Tĩnh, Nghệ An cô chú anh chị nhé. Nên là quế nó sẽ khá là trắng và bông hoa sẽ rất là đẹp. Đây là cái thời điểm phải nói là tuyệt vời nhất để mà cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây quế lan hương. Cái dòng coi là đệ nhất hương trong coi là đệ nhất hương ạ. Cái hình tiếp theo đây là sẽ là hình 20 ạ. Em có hai cái ngọn quế lan hương, cái dòng xếp rụt nhá cô chú anh chị nhá. Xếp rụt mít cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đó, hai cái ngọn quế siêu đẹp này cô chú anh chị này. Nhiều nơi người ta mua cái hàng quế này và nói là quế Thanh Hóa. Còn em thì hàng ở đâu thì ở vị trí nào thì em nói như vậy. Tại vì thực ra thì cây này nó không khác gì nhau cả cô chú anh chị ạ. Đó. Cái hình 20 này thì em có hai ngọn quế cực đẹp và bản lá to đùng luôn.
xếp rụt rất là đẹp này. Hình này em bán có 240 thôi cô chú anh chị nhé, 240 thôi ạ. Làm cái giỏ quế cực đẹp luôn nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 21 ạ. Hình số 21 này ba ngọn quế đẹp lộng lẫy luôn, và nụ này cô chú anh chị tươi rói và nụ chi chít luôn ạ. Đây ngọn này hai nụ này, ngọn này là ba nụ này, ngọn này thì em chưa thấy có nụ nào đấy, nhưng mà còn đỏ cũng không sao đâu cô chú anh chị. Ba ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá, 300.000 cho cái hình quế này là hình 21 ạ. Ba ngọn quế rất là to, không bỏ lá chân, rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. Hình số 22 bốn ngọn quế, hàng lá xếp, thậm chí xếp rụt này, rất là đẹp luôn ạ. Hình quế này em xin phép được bán với giá là 260.000 cho chú anh chị nhìn này. Một ngọn này thôi có hai cần nụ, rồi rất là tiếc là bị một cái hỏng một cái nụ này cô chú anh chị này. Cây này hình như là đây, cây này vừa có nụ này, vừa có mầm kia ở đây, cây này hình như đâu là lỗi ngọn ở đây nhá. Em bán 260 cho cái bốn ngọn quế này, ở đây thì ngọn này như là bị lỗi rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, em báo rõ như vậy nhé. Lỗi quế này thì nó mọc lên cây con ngay, cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em. Sang hình bên này sẽ là hình số 23. 23 là ba ngọn quế xếp rụt rịt, siêu đẹp luôn, siêu phẩm luôn cô chú anh chị. Xem cái ngọn quế này giúp em. Một ngọn quế này mà có ba cần hoa luôn ạ. Ba cần hoa luôn nhé. Hàng lá xếp rụt cực kỳ là đẹp, thực phẩm luôn. Và thêm hai cái ngọn quế bên này nữa, rất là đẹp. Và cái hình quế này em xin phép được bán với giá là 340.000 nhé, là hình số 23. Tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình này em bán là 200.000 cho hình này, có tất cả là 2, 4, 5 cây quế. Có 5 cây quế nhé cô chú anh chị nhé. 220.000 cho hình 24 ạ. Cũng là về cô chú anh chị có thể làm một trụ hoặc là một giò rất là đẹp luôn rồi. Nè, nụ này cô chú anh chị này, nụ còn đang nhỏ nhỏ ngắn ngắn ở trong kẽ lá thôi. Sang hình tiếp theo ạ, là hình số 25, hình này 4 cây. Em bán cái hình này với giá là 220 này. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 26. Hình số 26 này của em là có 3 ngọn quế, bản lá đây chắc là phải trên 4 sen. Cái ngọn quế bản lá phải trên 4 sen. Đây ạ, cái bản lá của cái ngọn quế này là 4 sen, hơn 4 sen nhé cô chú anh chị nhé, hơn 4 sen nhé. Đấy, lá rất là to luôn. Cả một cái cặp đôi này có 3 cái ngọn, cả cái hình này có tất cả là 3 ngọn quế đẹp tuyệt vời như vậy. Và em xin phép được bán cái hình này với giá là 360.000 ạ, 360.000 cho hình quế 26. Hình quế 27 là nguyên một rề quế xếp này. Nguyên một rề quế xếp có 1, 2, 3. Cái hàng này thì đang bắt đầu là nhú nụ thôi này cô chú anh chị này. Em thấy là nụ của nó còn mới bắt đầu là có cái ngọn này là nhú nụ thôi. Hàng này cái rề này chắc là nụ nó hơi sau một chút. Cái rề quế này thì gọi là hình 27 này. Hình 27 có 1, 2, 3, 4, 5. À, 3 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 10 đầu ngọn, cả ngọn to, ngọn nhỏ. Và cái hình này em bán phép bán với giá là 400.000 ạ. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình số 28 là hai ngọn quế này, cao lớn, không bỏ lá chân và thậm chí là cây đã mọc cây con rồi ạ. Và hai cái ngọn quế này em xin phép được bán hình này với giá là 360.000 nhá, 360.000. Sau hình tiếp theo sẽ làm cái rề quế, hình 29 làm cái rề quế siêu VIP luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em. Cái rề quế lá bóng bẩy và hàng lá xếp tăm tắp luôn. Cây đang nụ cực kỳ là đẹp. 1, 2, 3. 3 ngọn, 4 ngọn quế. Hàng không bỏ lá chân luôn cô chú anh chị nhé. Đó, một cái rề quế siêu đỉnh này cô chú anh chị. Mà lên lũa thì phải nói là thôi rồi ạ. Giá trị của nó thì thôi rồi nhá. Cái rề quế này em xin phép được bán với giá là 1.450.000. Cô chú anh chị nào lấy thì xin phép được cọc cho em khoảng tầm ít nhất là 400 nhá. Cô chú anh chị nhá. Ít nhất là 400.000. Đó. Cái rề quế cô chú anh chị nhìn cái chất lá của nó là bóng sáng hết cả lên đúng không ạ? Trơn cực kỳ là bóng và rất là đẹp luôn. Và cây thì xếp thẳng tăm tắp rất là đẹp như thế này cô chú anh chị đây. Đó, cây mẹ cây con mà hàng không bỏ lá chân nhá. Để có một cái rề quế như thế này, đẹp như thế này thì em nghĩ rằng là nó cực kỳ là hiếm luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. Hình số 30 này thì em có một cái giò quế này là giò quế nguyên bản. Chỗ này cũng là nguyên một rề cô chú anh chị ạ. Nguyên một rề là một cái giò quế nguyên bản nhá. Hình này thì có một ngọn mẹ với cả bốn ngọn con ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Cũng là chất lá rất là bóng như thế này. Và cây hiện tại cũng đang bắt đầu là nhú nụ này. Đó,
cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ nhá. Cây mẹ đang nhú nụ, cây con chưa thấy nụ đâu. À, đây đây, cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Đó. Vậy rồi dề quế nguyên bản này em xin phép được bán với giá là 900.000 cho dề quế này ạ. À. 900.000 nhá, cho cô chú anh chị nhá. 900.000 cho dề quế nguyên bản 300 dề quế nguyên bản 30 này ạ. À. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31 ạ. À. Hình này thì em có hai dề đấy ạ. À. Hai dề. À, cô chú anh chị có thể thấy là hai dề này này. Đó, cây mẹ thì có thể là lỗi ngọn, hiện tại mọc cây con nhưng vẫn ra hoa bình thường. Cô chú anh chị thấy là cái vẻ đẹp của nó cũng không có gì gọi là thay đổi nhá. Đó, cây mẹ cây con lên và nụ rất là đẹp luôn. Hai dề quế này em xin phép bán 210.000. Hai dề này được một trụ đẹp luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 32 này. Hình 32 này thì em có 4 cây quế thẳng tắp luôn ạ. À. 4 cây quế thẳng tắp này. Với giá em bán là 220.000. Đấy, cô chú anh chị cứ cứ chọn giúp em hình nào ưng ý thì cô chú anh chị báo em nhé. Và hình tiếp theo sẽ là 3 ngọn quế rất là to, cũng không bỏ lá chân. Hàng đang nụ cực đẹp luôn. Đó. Hình này là hình số 33. Hình 33 này em xin phép được bán 260.000 này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 34, 7 ngọn quế. 7 ngọn quế xếp sinh ở đây ạ. À. Và hình này em bán với giá 220.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35, cũng là cây quế bản lá rất là to. Bản lá rất là to cô chú anh chị này. Đây, bản lá 4 sen, hơn 4 sen cô chú anh chị nhé. À, cây này là cây mẹ, cây con này, không bỏ lá chân. Bao nhiêu cặp lá đây? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cặp lá đến nơi rồi ạ. Cây mẹ, cây con nhé, cây bên kia nữa, cây bên này cũng lá rất là to. Đây, cả hai cây đều bản lá 4 sen, 4 trên 4 sen cô chú anh chị ạ. Đó, 4 sen trên 4 sen hết nhá. Và cặp đôi quế này em xin phép được bán với giá là 400.000 cho hai cây quế này. Và sang bên này sẽ là hình số... Hình bên này sẽ là hình số 36. Hình số 36 này cô chú anh chị thấy ạ, một cái cặp đôi quế này thì cái lá này là bao nhiêu đây? Lá này phải nói là cực kỳ là phê luôn cô chú anh chị nhá, vừa ngắn vừa tròn vừa to. Lá cũng trên 4 sen, gần 4 sen rưỡi. Lá này này. Đấy, em nghĩ là cái lá to nhất có khi phải lên đến 4 sen rưỡi. Lá cực phê luôn cô chú anh chị ạ. Đây này, lên đến 4 sen rưỡi nhá. Cái lá to nhất lên đến 4 sen rưỡi luôn. Đó. Đây. Một cặp đôi gồm có hai cái ngọn quế. Và cô chú anh chị thấy này, hai cái ngọn quế này, một cái cặp đôi cực kỳ là đẹp nhá. Nó hơi bị vỡ lá đây một chút xíu. Đang nụ này. Đây đang nhú nụ này cô chú anh chị này, đẹp không? Chỗ này bên này hai cái nụ này. Bên này không biết là có nụ ở đâu nữa không nhỉ? Hai cái ngọn quế này cô chú anh chị thấy là trước đây cái bản chất của nó nhá là cũng bị lỗi ngọn đấy nhá. Nhưng mà sau đó là nó mọc lên hai cái ngọn như thế này này, nên là cái hành quế hàng dáng hương này cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em luôn ạ. À. Đây, rất là đẹp luôn. Và hai cái ngọn quế này xin phép được bán với giá là 650.000. 650.000 cho hai cặp đôi hai cái ngọn quế. Hai ngọn quế lớn và hai cái ngọn quế con đang mọc lên. Đó, và thêm một cái cây con này nữa. À, hai một cặp đôi hai ngọn quế với cả ba ngọn con đang lên nhá cô chú anh chị nhá. 650.000 ạ. À. Tiếp theo sẽ là hình số 37 này. Hình số 37 là một cây quế một mẹ với hai con. Chỗ này cô chú anh chị về trồng lên chậu đứng như thế này thì được một cái giỏ quế cực kỳ là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, một cái giò quế nhé, một mẹ hai con ạ. Với hình quế này em xin phép được bán với giá là 330.000 cho cái ngọn quế 37 này. Hình 38, em có hình 38 này có 5 cây quế. 5 cây quế này em bán là 220.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 39, 4 ngọn quế rụt rịt này. 4 ngọn quế xếp rụt rịt, hàng đang nhú nụ này. Đây, 4 ngọn quế rụt rịt nhá, cô chú anh chị nhá. Và 4 ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 330.000 ạ. 330.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 39A. Hình 39A này của em là có, nó có tất cả là 12 ngọn quế giống. 12 ngọn quế giống ở đây và em xin phép bán 200.000 nhá. 12 ngọn quế giống 200.000. Đây, ngọn quế này cô chú anh chị thấy này, ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi mà cái nụ cũng rất là cao luôn rồi đây này. Sang bên này sẽ là hình số 40 ạ. À. 40 đây cô chú anh chị thấy là em cũng có 3 ngọn quế bản lá to đùng nhá. Đây, nụ này, cây này, riêng cây này 3 cái cần nụ luôn cô chú anh chị nhìn này. Đẹp không cô chú anh chị? Bản lá to đùng luôn, tròn vo to đùng luôn. Bản lá tròn vo to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Vừa tròn vừa to nhá. Bản lá cũng 4 sen trên 4 sen luôn. Đó, một cái cặp đôi
ba cái ngọn quế rất là đẹp ở đây. Em bán với giá là 330.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 41. Hình này có 4 ngọn quế ở đây em bán 280 này. Hình tiếp theo sẽ là hình 42. Chỗ này là nguyên một dề nhá. Nguyên một dề 4 ngọn quế xếp rụt xinh ơi là xinh luôn ạ. Đây ạ. 3 ngọn quế xếp rụt xinh ơi là xinh. Ngọn quế này à, không phải là, nó cũng là ở đây nhưng mà nó bị tách rời ra rồi ấy cô chú anh chị. Về cô chú anh chị làm cái giò rất là xinh như thế này. Đó, xếp rụt rịt đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Và cái hình này em xin phép được bán 280 nhá cô chú anh chị nhá. Vừa ngắn vừa tròn, yêu cực kỳ là yêu luôn ạ. 280 hình quế này. Và sang bên này sẽ là những cái giò Thiên Cung Lữ Bố. Đây là mặt bông của Thiên Cung Lữ Bố nhá cô chú anh chị nhá. Và chỉ có hàng Thiên Cung Lữ Bố, hàng ươm ki thì mới có được như thế này thôi. Còn hàng rừng nó sẽ nhạt màu hơn cô chú anh chị này. Là chuẩn mặt bông nhá. Và đây là cái mặt bông mà có vài cái nhánh thanh lý xả à, hàng xấu của nhà em treo ở bờ rào nó nở hoa này cô chú anh chị này. Đó, thực tế là như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Còn đây là những cái giò như thế này thì em nghĩ rằng là cũng đủ cô chú anh chị có thỏa mãn đam mê rồi ạ. Cái giò này Thiên Cung Lữ Bố này, cái giò này mười mấy thân đúng không ạ? Em bán giò này với giá chỉ có 120 thôi nhá. Nó hơi ngắn. 120 và hình tiếp theo sẽ là hình số 44, 150 này cô chú anh chị này. Rất là nhiều thân. Em còn nhớ là trước đây em được bán Thiên Cung Lữ Bố đầu tiên nhất một thân thôi, 150 rồi. À, hình tiếp theo sẽ là hình số 45, 140 ạ. 45 140 nhá. Và 46 cũng với giá là 140 ạ. Và 47 cũng 140.000. 47 140.000. Và 48 cũng 150.000 này. Và 49 là với giá là 103 này. Và 50 là 140 này. 51 với giá là bao nhiêu ạ? 150.000. 52 với giá em bán là 140.000. Và 53 là 150.000. 54 là một cái giỏ điệp tím của vùng Cao Bằng, rất là nhiều ki, với giá là 150 thôi cô chú anh chị này. Rất là nhiều ki. Và 55 là một cái chậu ám của điệp Cao Bằng à, mặt bông rất là xinh. Em bán cái giò điệp này với giá 120. Và hình tiếp theo sẽ là một cái giò ám mắt trâu lưng à, à, cái giò này là giò ám cổ Văn Giang cô chú anh chị này. Ám cổ Văn Giang. Cái giò này thì em bán với giá là 100.000 nhá. Là 56 ạ, 57. 57 này 100.000, 100.000. Và 58 sẽ là một cái giò trầm tím hàng đã thuần. Cái bảng trầm tím này này, 58 này em bán là 150.000 này. 59 một cái bảng trầm tím cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cái bảng này em bán với giá là 220 đây cô chú anh chị nhá. Trầm tím hiện tại người ta bán 1 kg là khoảng 1 triệu đúng không ạ? À, nếu mà tách ra bán thì em nghĩ rằng cái hàng này nó phải hơn, rẻ hơn cả hàng cân luôn nhá. Đó, đây 220. Hình tiếp theo là hình số 60 em bán 200.000. Hình 61 200 ạ. 62 220.000 và 63 là cặp đôi tổ quạ với giá là 50.000. Và hình 64 80.000 cho cây tổ quạ siêu to khổng lồ này. Bên này thì em có một số đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Bên này thì là em có đặc sản quả mắc mật khô với giá em bán là 120.000/kg nhé. Chú hột khô với giá là 100.000/kg. Hoàng tinh với giá là 200. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190 và măng lưỡi lợn với giá 200. À, rễ mũ tần với giá là 120.000 cho một túi 1 kg và nấm ngọc cẩu 150 ạ. Bên này thì em có nhiều những cái chế phẩm vật tư dành cho lan, vỏ thông em đủ size nhé. 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng khô cong luôn 50.000 trong kg. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan tuyệt vời 40.000 trong kg. Và bên này sẽ là các chế phẩm dành cho hoa lan Atomic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Và cái hóc Super 2 hóc môn tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan trận có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân đón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Bên này thì em có Kim Vin Bun đặc trị thối nhũn mà bất cứ nhà vườn nào cũng phải cần thiết, trong đặc biệt trong mùa mưa, với giá 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ hữu hiệu luôn, 25.000 cho một gói. À, và cái một cái túi như vậy là 1 kg em bán với giá là 50.000 nhá. Và bên này sẽ là một kia cũng một hộp 1 kg với giá 130. Phân bón dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích dễ tuyệt vời với giá là 35.000 trong cái túi như vậy, hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 trong cuộn ạ.
Và bên này sẽ là cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vịt chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cô chú anh chị nào đã từng sử dụng thì biết rồi, những cái sản phẩm phải nói là hết sức là tuyệt vời. Em bán có 35.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đã được xử lý qua nấm vi sinh, qua ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm rất là kỹ luôn rồi. Chỉ có 35.000 thôi cô chú anh chị nhé, 35.000 thôi ạ. Với sản phẩm này thì đã được xử lý qua cái xử lý hết những cái mầm bệnh rồi, khử nấm mốc này, rồi là diệt hết mầm cỏ rồi, nên là về cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể hoặc là bón trực tiếp cho cây một cách thoải mái luôn mà, và tưới nước nhá, nén viên rất là chặt nên là khi mà cô chú anh chị tưới nước nó sẽ không bị mủn, nên là tạo ra cái giá thể rất là thoáng, rất là sạch và đồng thời cung cấp một cái lượng dưỡng chất rất là tuyệt vời để mà cây phát triển, cô chú anh chị hạn chế nấm bệnh tối đa nhất ạ. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lon và dạng nhỏ giọt. Một loại như vậy em bán 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.